Đây là một chiếc ghe mạnh chụp nữa này. Chiếc này khá là to luôn. Chiếc này chiều dài cũng phải gần 20 mét các bạn. Chiều rộng có thể đạt đến 6 mét đó. Đây. Chiếc này là của đảo Phú Quý luôn. Ký hiệu BTH là của Bình Thuận. Đó, Bình Thuận nhưng mà đảo Phú Quý cũng là BTH của đảo Bình Thuận, của tỉnh Bình Thuận các bạn. Đây, chiếc ghe khá là bự luôn. Đây là mô hình ghe mạnh chụp của đảo Phú Quý các bạn. Ghe rất là to luôn. Ghe đã cập bến nhưng mà trên thuyền vẫn có một số ngư dân đang có ở lại thuyền để mà làm những công việc. Đây cũng là một chiếc ghe mạnh chụp, nhưng chiếc này là tàu vỏ thép các bạn. Chiếc này người ta gọi là tàu vỏ thép. Khá là to. Đây phía xa của mình cũng là một chiếc ghe mạnh chụp nữa này. Và nhiều ghe mạnh chụp cũng luôn. Đây là chiếc ghe lưới này. Người dân trên ghe lưới đang có chuẩn bị lấy hàng hóa này để ra khơi này. Đây là những cái bao đá này các bạn. Đây đang có lấy đá để ra khơi này. Cuộc sống nghề biển rất là tấp nập luôn. Lên bến phải của đảo Phú Quý các bạn. Đó, những bao đá được cắt xuống đó chở ra này. Giờ những ngư dân của ghe lưới Bình Định này đang có vận chuyển bỏ xuống hầm. Đây là những mô hình ghi lưới Bình Định này, rất là dễ nhận biết luôn. Đây còn trước mặt mình là một chiếc ghi mạnh chụp này, rất là đẹp luôn. Chiếc ghi được sơn màu xanh. Chiếc này rất là khủng luôn này. Đó, chiếc này có chiều dài cũng khoảng gần 20 mét đó. Và chiều rộng có thể đạt đến 6 mét các bạn. Rất là to luôn. Chiếc này là của đảo Phú Quý luôn nha các bạn. Đây, trên thuyền là rất là nhiều loại ngư cụ hiện đại luôn, rất là nhiều giàn cáo luôn. Đây là một góc vẻ đẹp của bãi biển thành phố trên đảo Phú Quý này. Đây là một người dân mới đi biển về này, trên một chiếc thuyền rất là đơn sơ luôn. Thank you.
hôm nay là đầu lăng nên rất là nhiều ghi thiền sẽ xuất bến các bạn. Vâng, như vậy là chiếc Suco đã về bến neo đậu này các bạn. Chuyện này chỉ đi một ngư dân thôi. Những người ở hình ảnh rất là đẹp luôn tại biển đảo Phú Quý. Đây là bến lạch phủ của đảo Phú Quý này. Lúc này thì cũng có một chiếc ghe biển này đang có về bến này các bạn. Tấp nập xuồng đò ra vào luôn. Đây chắc là những xuồng đò ra vào rồi các bạn.